Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2024, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ghi nhận về việc nhiều kỳ vọng về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng là dịp giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Năm nay là năm thứ 11 kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, cũng là năm bước sang năm thứ 9, ngành khoa học và công nghệ Quảng Trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dồn lực cho sự nghiệp tái cơ cấu ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ trong những năm qua đã được ứng dụng sâu rộng trong thực tiễn và có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 17, thì năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có tính chất quyết định. Với chủ đề Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai. Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia. Đây là tiền đề thúc đẩy khát vọng cống hiến, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 18 tháng 5, vừa qua tại thành phố Đông Hà, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo khoa học định hướng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2024. Tại hội thảo này, các nhà quản lý đến từ các sở ngành, chuyên gia đến từ Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng đối với việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Quảng Trị. Sau đây là những ghi nhận của chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 844 ngày 18 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, tỉnh Quảng Trị đã có những bước đi tiếp cận hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ rất sớm. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 3690 ngày 14 tháng 8 năm 2019 về việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và các văn bản để triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Tổ chức các diễn đàn, tập huấn đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức có hiệu quả cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị. Và để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo khoa học định hướng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Với kỳ vọng, đây là bước khởi đầu thành công cho những hoạt động tiếp theo trong chuỗi sự kiện khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2024. Trong thời gian qua, với những chính sách sát đúng với thực tế về cái hệ phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh,
bám sát cái quyết định 844 của Thủ tướng Chính phủ cũng như kế hoạch 3690 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đạt được những thành công bước đầu. Đặc biệt là tổ chức nhiều cái hội thi để tìm kiếm cái là dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh để phát triển trong sản xuất và kinh doanh. Hội thảo lần này nhằm đánh giá đúng thực trạng của cái hoạt động này tại tỉnh Quảng Trị cũng như đề ra những cái chính sách, những cái kế hoạch chính xác, cụ thể, sát thực tế để đưa cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới tốt hơn. Nhân ngày khoa công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, thay mặt cho những người làm khoa công nghệ, xin kính gửi chúc sức khỏe đến quý vị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng như những người làm khoa học trên địa bàn tỉnh sức khỏe, thành công trong cuộc sống, và hy vọng rằng thời gian tới thì hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Trị sẽ có những bước tiến mới phù hợp với thực tiễn. Những chính sách thiết thực bám sát tinh thần của nghị quyết số 844, kế hoạch số 3690 giúp bước đầu khởi động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh. Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn đã có sức lan tỏa đến nhiều sở ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt tại khối trường đại học, cao đẳng và một số trường trung học phổ thông đã tích cực chủ động hưởng ứng tham gia, phối hợp xây dựng nhiều kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Hội thảo này là dịp để ngành giáo dục và đào tạo tìm ra những giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn ngành. Thì ngành giáo dục đào tạo sẽ có một số các cái nhiệm vụ giải pháp tiếp theo như thế này. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh cái công tác truyền thông. Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ thì ngành sẽ có cái biên tập, biên soạn lại một số các tài liệu để phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh để có nhiều cái thành phần tham gia, nhiều đối tượng tham gia trong cái hoạt động này. Cái thứ hai nữa là sở sẽ tập trung cái đào tạo hỗ trợ cái đào tạo khởi nghiệp, tức là sẽ hình thành các đội ngũ tư vấn ở các cơ sở giáo dục, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp cận với các cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở các tỉnh lân cận, mời các cái nhà chuyên gia ở các trường đại học về để có những cái báo cáo chuyên đề hội thảo, từ đó hướng dẫn thêm cho cán bộ giáo viên và học sinh tham gia tốt cái mô hình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo này. Cái thứ năm là khi những cái sản phẩm, những cái dự án tham gia dự thi từ các cuộc thi của cấp tỉnh, cấp quốc gia mà đạt cái kết quả cao thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sẽ có cái tiếp cận với các doanh nghiệp, để từ đó các doanh nghiệp này sẽ có cái kết nối và đưa cái đề tài, cái dự án của học sinh, của giáo viên vào thực hiện trong cuộc sống. Nhằm đưa ra các định hướng và giải pháp để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh, các phương pháp như hình thành không gian làm việc chung, giải pháp liên kết, kết nối, kinh nghiệm hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao đổi những kinh nghiệm chuyên môn, khuyến nghị cho startup sau khi lắng nghe những vướng mắc khó khăn khi khởi nghiệp và hình thành các làng công nghệ. Tại hội thảo, các khách mời và những người trẻ đam mê với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo còn được các nhà quản lý, startup chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo, việc hình thành ý tưởng và biến ý tưởng thành hiện thực. Carmen thì may mắn được giải nhất trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Trị năm 2022. Và sau cuộc thi đó thì Carmen cũng may mắn nhận được cái sự hỗ trợ cũng như tư vấn từ Sở Khoa Công nghệ tỉnh Quảng Trị để hoàn thiện hơn cái dây chuyền sản xuất của mình. Từ đó thì có thể tạo ra những cái sản phẩm chất lượng và có thể trao hàng đến các đối tác lớn trên thế giới. Lần này tham dự hội thảo thì Carmen cũng có chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong việc trong hành trình khởi nghiệp, làm sao để mà mình có thể vượt qua những khó khăn để mà tạo ra những cái sản phẩm chất lượng và trao hàng ra các đối tác nước ngoài. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì tiến hành qua rất là nhiều bước. Bước đầu tiên tôi nghĩ rằng là cần phải xây dựng cộng đồng và tạo cái sự đồng lòng, đồng bộ trong cộng đồng và hệ thống chính trị. Nếu làm được như vậy thì tôi nghĩ rằng thì sẽ có những cái bước đi vững chắc. Mọi thành tố trong hệ sinh thái thì phải dấn thân, phải tâm huyết để mà cùng nhau xây dựng hệ sinh thái. Vì hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là cấu thành rất nhiều thành tố. Nếu như thiếu một thành tố nào đó thì hệ sinh thái không thể duy trì và phát triển được. Thì tôi tin rằng với cái sự đồng bộ, đồng lòng và
có cái sự kiên trì nữa thì hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Trị sẽ phát triển nhanh trong thời gian sắp đến. Để phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Quảng Trị đạt được kết quả tích cực, cần phải có kế hoạch và chiến lược khoa học phù hợp với thực tiễn địa phương. Từ đó, xây dựng định hướng hoạt động trọng tâm của nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị phát triển năng động, hiệu quả hơn nữa. Có thể cái hệ sinh thái của chúng ta bây giờ đang quá trình xây dựng, nhiều thành tố trong đó vẫn đang còn khuyến khiết mà chúng ta cần phải hoàn thiện. Tuy nhiên, cái đích đến của một hệ sinh thái đó là hỗ trợ được cho các startup, các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể được đi được trên cái con đường của mình và đạt được những thành tựu, tránh đi được những cái thất bại. Thì ở Quảng Trị chúng ta, tôi đã thấy được cái đó. Đích đến chúng ta đã làm được, tôi vẫn đánh giá đây là một cái mảnh đất khởi nghiệp đầy tiềm năng. Thì giai đoạn đến cần phải tăng cường về cái đào tạo cho cả cái đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, đào tạo cho đội ngũ huấn luyện viên và đào tạo cho đội ngũ cố vấn. Đó là ba điểm mà tôi nghĩ rằng là cần phải ưu tiên giai đoạn này. Và khi chúng ta hiểu đúng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm đúng và từ đó cả cái thành tố sẽ dần dần được hiện thân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Khoa học và Công nghệ đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.